Được thành lập từ năm 1997, TMA là công ty phần mềm tiên phong góp phần đưa tên Việt Nam lên bản đồ gia công phần mềm thế giới. Khách hàng của TMA là các công ty hàng đầu trong nhiều lĩnh vực từ 27 quốc gia. Hiện nay, ngoài 6 văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và 1 văn phòng tại thành phố Quy Nhơn, TMA có các chi nhánh tại Canada, Mỹ, Nhật Bản, Úc và Singapore. Thế mạnh của TMA là đội ngũ hơn 2.700 kỹ sư có kinh nghiệm trong nhiều dự án lớn và phức tạp với các công nghệ mới nhất, chứng minh năng lực của kỹ sư Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Hiện nay, TMA đang hợp tác với trên 50 trường đại học trong và ngoài nước, hợp tác đào tạo công nghệ 4.0 cho sinh viên công nghệ thông tin và sinh viên ngoài khối kỹ thuật, trên 500 sinh viên thực tập mỗi năm. Với nhiều thành tích ấn tượng, TMA đã được đánh giá là công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam, huy chương vàng xuất khẩu phần mềm trong 15 năm liền, top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm, top 10 doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo và IoT, top 10 doanh nghiệp fintech, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sau 24 năm làm việc với các công ty hàng đầu thế giới, TMA đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú và chuyên sâu về nhiều công nghệ khác nhau với các hệ thống phần mềm cho hàng triệu người dùng trong các lĩnh vực viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, thương mại điện tử. Với gần 10 năm triển khai các công nghệ 4.0 tại hàng chục nước, TMA đã xây dựng và tích lũy được nhiều giải pháp chuyên sâu về phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, blockchain, IoT. TMA đang hợp tác với các tập đoàn hàng đầu để đưa các công nghệ này triển khai tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiện đại hóa công nghệ, nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh. Trung tâm trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn TMA với trên 250 kỹ sư đang cung cấp các giải pháp tự động hóa các hoạt động doanh nghiệp, tích hợp và xử lý dữ liệu trong thời gian thực, hỗ trợ đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, phân tích hành vi khách hàng, hỗ trợ các hoạt động tiếp thị hiệu quả. Trung tâm Fintech TMA với hơn 400 kỹ sư đã có hơn 10 năm cung cấp các giải pháp công nghệ cho ngành tài chính ngân hàng trong các lĩnh vực quản lý quỹ, quản lý đầu tư, quản lý tài sản, thị trường vốn, thanh toán di động, ví điện tử cho các khách hàng từ Úc, Canada, Anh, Hồng Kông, Thái Lan. TMA mong muốn đưa các công nghệ mới nhất triển khai tại Việt Nam góp phần hiện đại hóa ngành tài chính ngân hàng. Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển dịch từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu nên động lực phát triển trong thời gian tới sẽ là công nghệ và sáng tạo. TMA đang hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam để áp dụng các quy trình và phương pháp đổi mới sáng tạo Innovation as a Service, đưa quy trình và văn hóa đổi mới sáng tạo vào doanh nghiệp, tư vấn và triển khai chuyển đổi số kết hợp với các công nghệ mới nhất để mở ra các sản phẩm và dịch vụ mới, tạo ra năng lực cạnh tranh mới, mở rộng ra thị trường mới, giúp các doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng Covid-19 và phát triển mạnh mẽ. TMA Solutions, công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam, đối tác công nghệ tin cậy của bạn. Your Technology and Innovation Partner.